Xin chào các bạn. Hôm nay nghe kể chuyện hay học ngay điều tốt, xin kể cho các bạn nghe câu chuyện Sự tích bông hoa cúc trắng. Đây là câu chuyện cổ tích của Nhật Bản, ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của một cô bé đối với người mẹ đang bị ốm nặng. Tấm lòng hiếu thảo ấy đã được đền bù một cách xứng đáng. Câu chuyện còn có ý nghĩa giới thiệu hình ảnh bông hoa cúc trắng với vô vàn cánh nhỏ xinh đẹp và trong trắng như tấm lòng hiếu thảo của cô bé đối với bà mẹ kính yêu của mình. Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều tranh dột nát bên xóm vắng. Người chồng mất sớm nên mẹ con phải làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn. Hàng ngày, gà chưa gáy sáng, bà mẹ đã phải dậy làm việc quần quật cho đến đêm khuya. Do làm việc vất vả, lại ăn uống kham khổ, nên một ngày kia, người mẹ của cô bé bị lăn ra ốm. Nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa bệnh, vì thế bệnh càng trở nặng. Một buổi chiều, khi ánh nắng chiếu qua khe liếp, bà mẹ chợt tỉnh lại. Con ơi, con đi mời thầy thuốc về đây, mẹ thấy trong người khó chịu lắm. Cô bé vội vã ra đi, vừa đi cô vừa khóc lo cho mẹ. Đi được một đoạn đường dài thì cô gặp một cụ già tóc bạc phơ. Thấy cô bé đi một mình với vẻ mặt buồn bã, ông lão dừng lại hỏi. Khi biết rõ sự tình, ông lão nói với cô bé: cháu hãy đến rừng và đến bên gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng, hái lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sẽ sống được bằng đấy ngày. Nghe ông lão nói, cô bé vội vã ra đi. Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng trên mình. Nhưng vì lo cho mẹ nên cô bé quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô lẳng lặng bước vội vàng trong da rét. Cô đi đã mỏi chân mới đến gốc đa đầu rừng. Quả nhiên cô thấy một bụi cây trước mặt có một bông hoa rất đẹp. Phải khó khăn lắm cô mới trèo lên được để ngắt lấy một bông hoa. Tay cô nâng niu bông hoa với tất cả tấm lòng tha thiết cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Nhưng cô chợt bàng hoàng khi đếm bông hoa. Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh. Bông hoa chỉ có năm cánh là sao chứ? Chẳng lẽ mẹ cô chỉ sống được bằng đấy ngày thôi sao? Cô lo lắng, suy nghĩ một lát, cô rón rén chạy ra phía sau cây đa. Cô nhẹ tay xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Bông hoa trở nên kỳ lạ, mỗi sợi nhỏ biến thành từng cánh nhỏ dài và mượt, trắng bong như tấm lòng ngây thơ trong trắng của cô bé. Những cánh hoa mọc thêm ra nhiều không sao đếm được. Cô bé nâng niu trên tay bông hoa kỳ lạ đó. Trời ơi, sung sướng quá, cô vùng chạy về nhà. Đến nhà, cụ già tóc bạc bước ra cửa, tươi cười nói: mẹ cháu đã khỏi bệnh, phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy. Từ đó hàng năm, về mùa thu thường nở những bông hoa có nhiều cánh dài, nhỏ và mượt trông rất đẹp. Đó chính là những bông hoa cúc trắng. Các bé ạ, trong câu chuyện này cô bé rất thương yêu mẹ của mình. Không những hết lòng chăm sóc mẹ để mẹ chóng khỏi bệnh, mà cô còn mong muốn mẹ được sống lâu. Cô bé đã không quản ngại rét mướt, khó khăn, quyết tâm đi tìm người về chữa bệnh cho mẹ, rồi kiếm bằng được bông hoa quý về để cứu mẹ. Thật là một cô bé hiếu thảo, đáng mến. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nghe kể chuyện hay, học ngay điều tốt, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.